Chào mừng anh em đã quay trở lại. Ở đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau gặp gỡ và chia sẻ thêm những cái tình huống giao thông. Ở đây chúng ta sẽ gặp nhau ngay ở cái tình huống đầu tiên thôi. Chờ đợi trong vòng khoảng tầm 1, 2, 3 và nghĩ trời. Tôi cũng chưa hiểu được cái tình huống này luôn, mà cần phải thêm một giây reload lại để xem là anh này anh chạy kiểu gì. Tôi đố anh em là biết là ông ấy chạy kiểu gì luôn. Nhìn cái kiểu đi hai hàng là biết luôn anh em ạ. Đấy. Thôi thì lại mất công đề ba lại phát nữa thôi. Này, ra đường bây giờ thì tôi cũng không hiểu được là các bố là lái xe kiểu gì luôn ấy. Đấy. Thế mới lạ lùng như này. Câu chuyện nó ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với xứ sở gọi là chùa tháp. Ở đây không phải là Việt Nam, đây là ở Thái Lan hay sao anh em ạ? Không phải ở Việt Nam đâu, nhưng mà anh em cùng nhau theo dõi cái tình huống này này. Đấy, tôi đang hình dung là không biết là ông ấy đi kiểu gì luôn ấy. Đấy, rất là lạ lùng, một phong cách rất là mới luôn. Anh xe tải bây giờ còn đang tính toán xem là ông ấy đang đi kiểu gì. Đấy. Rồi. Tôi thề với anh em là đố anh em hiểu được luôn. Cái tư duy này nó lạ lắm, lạ cực kỳ luôn anh em ạ. Đấy. Ở đây không phải các Pikachu áo vàng nhưng mà cũng nên pha này cũng bó tay luôn anh em ạ. Rồi, đây không phải là giao thông nên nhưng mà tôi đưa lại tình huống này để anh em giải trí xíu xíu ấy. Rồi, đâu mất rồi. Đây, không biết là liệu có ổn không. Dạ, thông minh thế này thì không sớm thì muộn cũng bị ong đốt, ong sơi rồi. Rồi. Nghe như tiếng công nông rồi. Rồi. Anh em lại phải chờ đợi ngắm nghía một tí. Đấy. Cố lên nào, lên nào. Rồi, công lông lên dốc rồi. Phát này này. Kia là xuống kiểu gì? Ra đây, trồng cây chuối rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quay về thành phố để cùng nhau theo dõi một cái tình huống sau đây. Đấy. Rồi, ín ga, ín mạnh lên. Ín mạnh lên. Ín mạnh lên. Úi giời. Rồi. Ín mạnh lên. Đấy. Tôi thấy là cái bác xe máy kia, bác ấy sang đường mà tôi đã nghi rồi. Thôi, xuống thương lượng thôi. Xem là bán xe máy đi để sửa ô tô thôi. Ok, tiếp theo anh em sẽ đến với một tuyến đường cao tốc. Này nó rơi khoảng tầm 21 giờ rồi. Cái gì đây? Ủa tôi chưa nhìn rõ lắm. Xem lại nào. Ôi ôi, không biết là cụ này cụ gặp vấn đề gì mà cụ lại dừng ở giữa cao tốc, xong rồi cụ không có cảnh báo gì. Tối thui xong lại còn mở cửa thế kia. Nó không để một cái gì cảnh báo cả, sợ thật đấy. Đúng là bó tay chấm com luôn anh em ạ. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ có gì đây?
Ai trời. Rồi 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 rồi. Đây là một trong những cái kiểu đi cực kỳ gọi là ngu dốt của những thần đằng. Đấy. Rõ ràng là barrier nó đóng rồi, ấy lại thêm ông xe máy nữa. Rồi. Đấy, sao lại thêm ông xe máy đi ngược chiều lại. Rồi ơi. Tại sao con người ta lại cứ gọi là ngồi uống trà đá, thậm chí là ngồi cả tiếng đồng hồ được, nhưng mà chờ gọi là đèn đỏ có vài phút thôi, vài giây, vài chục giây thôi mà không chờ được nhỉ. Nào, tiếp theo. Rồi, anh em chúng ta lại bon bon trên những dặm đường mà chúng ta sẽ. Ôi giời, cái gì đây? Có thanh niên này là có vấn đề gì đấy? Thực sự là tôi chưa hiểu được cái tình huống này ấy. Tôi hình dung được là anh em có vấn đề gì mà này. Rồi ơi, làm gì đây? Cái này thực sự là khó hiểu luôn anh em ạ. Không biết là có vấn đề gì mà lại chạy ra chắn đầu ô tô, không hiểu vấn đề luôn. Thực sự là câu chuyện này thì thực sự là khó hiểu luôn. Không biết là vấn đề gì mà lại ghê gớm vậy. Ok, tiếp theo anh em cùng nhau theo dõi tình huống tiếp theo ạ. Gì đây? Gì đây? Ngã tư này đứng buôn này đúng chịu các bà rồi. Rồi hai bà cụ nên là đứng ở giữa đường nên là buôn chuyện buôn dưa lê. Lạ nhỉ, các cụ thông minh thật. Thế này thì nên chịu rồi, thua các mẹ luôn rồi. Anh em đã bao giờ gặp những cái tình huống kiểu như này chưa nhỉ? Tiếp theo anh em sẽ đến với đường vành đai ba trên cao, đoạn này thì gần chỗ Cổ Nhuế. Úi giời, anh em có nhìn thấy cái gì không? Anh em có nhìn thấy cái mà tôi đang thấy không? Ôi ôi, bay cái biển quảng cáo bằng cái băng 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 rôn khẩu hiệu gì đấy, bay bay mà xong lại rơi xuống đường dưới cơ. Đây là cái cầu trên cao nha anh em nhá. Đấy, cầu trên cao xong nó bay rồi nó bay xuống, nó rơi xuống đường dưới, kiểu gì ở đường dưới nó cũng có ông dính đòn. Tôi khẳng định luôn là nếu mà cái kiểu bay rơi như thế là kiểu gì đường dưới cũng có ông dính đòn. Cái đoạn này là đoạn Sipucha, đoạn chỗ Đông Ngạc. Đấy. Rồi, ông này ông chạy nên ông để ẩu như thế này thì là bất ổn rồi. Và tiếp theo là một cái con đường đèo. Tôi nhìn thấy thì trời mưa và khá là âm u, nhiều sương mù. Cùng theo dõi nữa. Cụ đi đường đèo mà cụ lại lấn làn, xong cụ vượt cái đoạn đúng cái khúc cua mà trong khi đó đường thì trời mưa mà ướt át thế này mà cụ vượt thế này thì đúng là bó tay thật sự luôn cụ luôn á. Rồi xuống thương lượng đấy, con này thương lượng không được thì tôi cứ mua mà đèn đó. Tôi nghĩ rằng là mất cái đèn thì chắc là cũng mất tầm hơn tháng lương. Cháu xin đi, cháu xin lỗi cô nhé, nhưng mà cái pha này thực sự là cháu cực kỳ là buồn cười luôn. Buồn cười quá là buồn cười lắm ra đó cháu. Cô không biết là phải 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 nói nào, nhưng mà tôi xin lỗi cô.
Trời ơi, cái... chịu. Và tiếp theo anh em sẽ theo dõi một cái tình huống sau đây và được cùng đưa ra lời nhận xét. Ấy thế nhở? Ở đây thì anh em có thể nhìn thấy rõ ràng là cái anh xe tải kia là mở cửa nhưng mà không chú ý quan sát. Ấy. Ghi hình khẩn cấp. Thế là vạ lây cho anh xe máy rồi. Rồi bây giờ thì anh xe máy là va chạm với anh gọi là 50E kia. Nhưng mà anh xe tải coi như là phớt lờ luôn. Mày đi đấy là lỗi của mày. Bây giờ thì anh xe máy cay nhưng mà không làm gì được. Thế chưa? Nhìn xem lại phát đi tình huống này cũng rõ ràng luôn rồi. Mày tao mở cửa mày không nhìn tao thì thôi. Tiếp theo anh em sẽ theo dõi tình huống sau đây. Rồi. Rồi. Tôi chống mông tôi lại ông luôn đấy. Ông đi kiểu này thì lại ông luôn rồi chứ còn. Bó tay chúng con anh em ạ. Tôi không hiểu là lúc này là lão nó là chứa cái gì mà nó có thể nó đi được cái kiểu đấy hết hồn. Thua luôn anh em ạ. Rồi, tiếp theo. Cái gì? Cái gì đấy? Ôi giời. Bây giờ tôi phải di loát lại tôi mới. Rồi. Cái cụ ô tô kia là cụ ấy đi xong rồi hình như là quá lối rẽ rồi mà cụ dừng một cách gọi là cực kỳ đột ngột và cụ lùi xe luôn. Ôi giời ơi. Thế đúng là tôi chống mông để cho ông lại tôi thôi chứ ông đi thế này thì đúng là thua thật rồi. Ông lại có cái loại lái xe nó đứng ở giữa đường chờ tàu vậy nhở? Mẹ nó không muốn sống hay sao? Đâu, không phải. Giờ vẫn cứ giữa đường này đứng. Chịu nhỉ? Ok. Đây là một con phố nào đây, nhìn không nhận ra được. Rồi một anh Santa Fe, nhìn phát nhận ra ngay cái loại Santa Fe, nhưng mà không hiểu là chắc là loi nhoi hay sao ấy anh em ạ. Đấy, ở góc máy khác đây đúng rồi. Qua ngã tư mà bố lách lên cả dàn đấy. Rồi ta thì ta lại cứ đúng gọi là làn ta đi thôi. Đấy. Tưởng nhanh 30H38652. Tưởng nhanh nhưng mà nhanh không tưởng. Cái kiểu mà đòi đi noi nhoi thế thì chắc là. Rồi. Tôi nói thật anh em là tôi thì đếch biết phải bình luận ở cái đoạn này nó như thế nào cả. Rồi, thằng kia nó đi ngu đấy nhỉ. Đấy. Xuống thương lượng thôi. Ngồi trong xe lâu thế nhỉ? Làm gì mà lâu thế nhỉ? Bạn này mà không gọi là cái kiểu mà dùng điện... Không gọi là dùng điện thoại thì mới không được là... Rồi, bạn này là không biết là chở bao nhiêu gọi là chuyến... mới đủ gọi là đèn bù. Quá là tuyệt vời luôn. Không biết là cái tình huống này là sau giải quyết như thế nào thế nhưng mà
nói chung là đi đứng thế này là bất ổn lắm anh em ạ. Ra đường mà cứ chắc là lại gọi là lướt top top ngắm gái xinh thôi mà. Và tiếp theo anh em sẽ đến với một cái tình huống ở trên đường đèo, trời thì mưa như thế này, thấy cái xe của bác này thì có lẽ là chở hàng đang rất là nặng ì ạch thế này cơ mà. Ôi bố xe khách xong là bố đi luôn à, lượn luôn à. Rồi phát này anh em, tôi sẽ relax lại cho anh em xem này. Ui bác xe đầu kéo giơ móc kia là rúi văn rụi vào luôn. Ông xe khách này thì ông ấy vượt ẩu Tuyên Quang bến xe gì đây, nhìn nó không rõ lắm nhưng đấy, xong rồi là bố ấy vượt ẩu xong rồi nó khổ, bác nó gọi là giấm móc này lại mất công đề ba lên phát nữa rồi. Nhục thật, thấy chưa, giữa ranh giới giữa một cái gọi là bác tài xế với một cái thằng lái xe thì nó rất là mong manh anh em ạ. Vâng, tiếp theo thì anh em sẽ cùng nhau theo dõi một cái tình huống. Ủa, con đường này đẹp nha, xanh mướt. Ui giời suýt nữa thì xuống lè luôn. Ôi anh container dí phát này là cũng hơi căng anh em ạ. Ông xe tải ông ấy vượt ẩu, ông dí vào đúng cái góc cua ông vượt ẩu, nhưng mà bác container bác cái của anh quả này thì thôi, lần sau anh em rút kinh nghiệm chứ phát này mà xuống cái lề bên kia là cũng bất ổn lắm, làm sao mà giữ cho mình cái đầu nó lạnh một xíu anh em ạ, nhá, nguy hiểm quá. Vâng, anh em sẽ đến với tình huống tiếp theo ở gì đây, Ngô Gia Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ấy dài, đây là một cái kiểu gọi là gì nhỉ, rẽ hay là quẹo, cực kỳ là kiểu tôi không hiểu rằng ngày xưa đi học mà các thầy tôi nói thẳng là các thầy ngày xưa có dạy như thế đâu nhỉ, hay là lại học được của mấy cái thầy hôm trước mà lên tôi lên video, chứ còn nếu mà bình thường các thầy dạy này, các thầy cũng không có giờ dạy học trò quẹo kiểu này đâu anh em ạ. Là ra đến giữa ngã tư mới quẹo cơ. Thế nhưng mà xong là bây giờ là học xong rồi rồi quay ra đi ra đường là ăn cắp, gọi là ăn cắp đường. Thôi cái này mà nếu mà có camera phạt nguội ấy, là sẽ dính vào cái lỗi gọi là gì nhỉ, không chấp hành tín hiệu vạch kẻ đường. Đấy, và lỗi phạt là mất từ 4 đến 600 anh em nhỉ. Bác này thì không phải là bác tài, bác ra bác cái chỉ, nhưng mà thanh niên kia vẫn chán đời lắm anh em ạ. Đây là gọi là cái văn hóa gọi là loi nhoi. Đấy, thế nhưng mà xong rồi cái vẻ mặt vẫn còn thái độ nha. Nói thật sự anh em đấy, nhìn nó không rõ lắm nhưng mà kiểu còn ra dấu kiểu thái độ mà dạy luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với các tình huống sau.